Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đàn cún nhà mình được 45 ngày. 45, à đâu, 46 ngày chứ. 46 ngày tuổi thì hôm nay mình sẽ tẩy giun lần thứ 3. Và 6 7 ngày nữa thì mình sẽ vào vaccine mũi 2. Thì mọi người cùng theo dõi cái quá trình mình tẩy giun nhé. Mình dùng cái Parintel Plus của Thái Lan. Mình từng sử dụng cái đàn trước nhà mình rồi, rất hiệu quả và tốt. Giá thành nó cũng khá là hợp lý. Khi mình mua nó vào không biết mười mấy nghìn một viên hay là 10.000 ấy, mình cũng nhớ 10.000 một viên, vào 10.000 một viên. Mình cân và tẩy luôn cho mọi người xem nhá. Wow, nghịch lắm. Con này nhà mình tầm 5 cân đổ lại hết nhé, nên là mình bóc sẵn ra đây nửa viên. Ê, nghịch lắm. Tầm này là nó khó tẩy. Nghịch như giặc luôn. Nghịch lắm. Chưa ăn, mình chưa cho ăn. Sáng là mình chưa cho ăn. Một thí sinh đây, mọi người xem này, đây là em cái đỏ lửa bỏ chót luôn, phát triển khá là tốt. Đây thằng đực này, thằng đực màu đỏ cánh gián này, 4 cân 7, chưa cho ăn, bụng đói meo luôn, nép kẹp. Lần trước mình dùng mồm mình phun vào ấy, nhưng mà bây giờ chơi loại này cho nó đỡ bình mọi người. Hôm trước có anh hôm qua anh gọi điện cho mình nói chuyện hỏi tham khảo về chó, sao chó của em nhà em nuôi mõm nó cái mõm ở nó cứ vuông vuông hộp hộp. Chế độ chăm sóc tốt thì nó sẽ như thế, mà nguồn gen tốt thì nó sẽ thế thôi. Cái đàn trước nhà mình một gen, mọi người xem đầu mặt đó. Nên hôm chưa tai chưa lên đâu nhá mọi người, 45 ngày tai nó vẫn cục hết xuống, còn lâu nó mới lên. Hôm qua hôm kia mình có xem một cái video của một người người ta nuôi chó bao nhiêu ngày nhỉ, 45 ngày mà nó đã lên hết tai rồi mà lại nặng hơn cân chó nhà mình thấy nó quá vô lý kinh khủng. Thôi thì mỗi người một cách buôn cách bán khác nhau, nhưng mà thực tế ra mọi người bán hàng thì lên có tâm một tí. Chó mà 45 ngày, 46 ngày thì mình thấy vô lý, bởi sao nó đã lên hết tai rồi mà chó nhà mình cũng 45 ngày. 45 46 ngày mà cân còn không đều bằng người ta mà còn chưa cả lên tai. Mà họ đã lên hết tai rồi. Đây con này nó đang lên nhưng mà lên ít một tí thôi này. Có tí tai rồi. Lên tai được đâu, nào lên được tai. Đậu mặt mõm không có nhọn đâu mọi người, mõm là vuông rồi. Đấy nhá. Đây là con này là con bé nhất nhà mình ấy, có 4 cân 2 cái. Con này khung nữa là to quá, toàn mõm hộp hết.
8 con, đây còn 2 con nữa. Ý chà. Tầm này nó đang đến tầm nó chú nó nghịch lắm này. Đây, đây là em đực. Bỏ lửa ạ. Bây giờ nhiều người cũng bảo là rồi chơi gì cái bọn mê linh này, phả mê linh này. Rồi thế lọ thế chai nó xuống giá rồi nó hot chỉ một thời gian thôi. Mình thực tế là mình là nuôi, mình là dân nuôi kinh doanh. Thị trường yêu cầu con giống gì mình sẽ đều phải có hết. Thực tế là con giống phả mê linh này nó là dòng mới. Nó là giống mới nên là hiện tại thị trường nó đang rất là ít, hầu như là không có mấy. Cũng có nhưng mà nó không nói chung là nó không đạt tiêu chuẩn, đạt yêu cầu của mọi người chơi đưa ra lên này. Nên là nó vẫn giá nó không đắt đâu. Giá nó không đắt đâu. Bây giờ nó chỉ rơi vào tầm, nó là dòng chó không giấy, nó rơi tầm 4 đến 7 triệu một con thì mình nghĩ là không là đắt. Quay một chút đàn. Ở đây là mình quay một chút đàn cún để mình xem phát triển rất là tốt, đều thôi chưa cho ăn, nửa tiếng nữa mình mới cho ăn cơ. Em đã lửa video tiếp theo nhá. 6 đến 7 ngày nữa mình sẽ vào vaccine mũi 2. Đến lúc đấy mình bắt đầu mới nhận cọc nhá. Vào vaccine mũi 2 xong mình mới nhận cọc nhá. Bây giờ mình không nhận cọc đâu. Chăn nuôi mà. Tâm linh tí không chết. Mình cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Mọi người xem hết video có thể like, đăng ký kênh, ủng hộ mình để mình ra những video tiếp theo nhé. Chào mọi người.